Hơn 46.000 người Việt đã đăng ký hiến mô tạng. Khoảng cách giữa nguồn cung và số lượng người có nhu cầu được ghép tạng để điều trị bệnh ngày càng rộng. Đây là thông tin được Thạc sĩ Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đưa ra trong hội thảo định hướng xây dựng luật hiến, lấy, ghép, mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy, xác sửa đổi, được tổ chức ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội. Theo Thạc sĩ Trang, ghép mô tạng là một trong những kỹ thuật đỉnh cao nhất của nền y học. Những thành công của kỹ thuật ghép tạng giúp cứu sống tính mạng và nâng cao chất lượng cuộc sống của rất nhiều người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Với sự tham gia của rất nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể, đặc biệt là cả vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc vận động hiến mô tạng đã tạo ra sự lan tỏa rất lớn trong xã hội. Nhận thức của người dân về việc hiến mô tạng đã có sự thay đổi rõ rệt, mang lại những kết quả hết sức tích cực. Thạc sĩ Trang cho hay, theo số liệu thống kê, hiện trên cả nước có hơn 46.000 người đã đăng ký hiến bộ phận cơ thể sau khi qua đời hay chết não. Nhiều người đã hiến mô tạng để phục vụ điều trị, hiến giác mạc để đem lại ánh sáng cho những người không may mắc bệnh. Ở Việt Nam hiện nay, đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tạng với 8 bộ phận cơ thể người. Đây được xem là thành công rất lớn của nền y học nước nhà. Thống kê đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Việt Nam đã thực hiện 6.286 ca ghép mô tạng. Trong đó, được thực hiện hàng đầu vẫn là ghép thận 5.874, xếp sau là ghép gan 343 và ghép tim là 55. Tuy nhiên, qua 15 năm triển khai luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, thì các điều kiện kinh tế xã hội đã có sự thay đổi. Theo Thạc sĩ Trang, có thể nhận thấy so với thời kỳ trước, nhận thức của người dân đã được nâng cao, nhiều chủ trương mới được ban hành, khoa học kỹ thuật có nhiều bước tiến. Bên cạnh đó, trong luật đã bắt đầu bộc lộ những bất cập và đòi hỏi phải có những điều chỉnh để phù hợp với điều kiện mới. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.